Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết cho anh em một chiếc máy cưa tay cầm tay mini. Ở đây là một chiếc máy cắt gỗ mini các bạn ạ, dùng để tỉa cành này, hoặc là tỉa những cái cành cây mà nó vừa vừa trong gia đình ấy, để quản làm bonsai. Ở video trước thì mình có test thử một cái video này ở trên TikTok của mình ấy, cũng như là trên kênh của mình luôn. Và mình làm cái video trên TikTok thì nó khá là nhanh, nó chỉ 1 đến 2 phút thôi, nên là mình không review chi tiết được cái máy này các bạn ạ. Thì hôm nay mình có sẵn đặt thêm một cái bồ này nữa này. Ở cái bồ này thì nó khác hơn cái bồ này một xíu, nên làm video này mình sẽ làm chi tiết cho anh em xem nhé, cũng như là bung ra này và test thử cho các bạn xem luôn. Về hai cái bồ này thì nó na ná như nhau, chỉ có nó khác một vài chi tiết cơ bản thôi. Thì đây mình sẽ mở hộp và test thử bạn xem nhé. Ở đây mình sẽ có một cái máy cắt, máy cưa gỗ này. Nó kiểu thế này, kiểu dạng mini các bạn. Pin này thì nó gần như là chạy chung của pin Makita nhé các bạn. Và bên đây cũng vậy các bạn ạ. Hai cái máy này thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ này này, cũng như là cái chỗ này. Đó, chỗ này có khóa cò nhá. Cái máy ở bên này thì giá tiền hai cái này bằng nhau nhé các bạn. Máy bên này thì nó có bảo vệ chỗ này này và không có khóa cò. Về chiếc máy này thì mình lấy ở trên bangood.com, thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhá. Giá hiện tại bây giờ thì mình cũng chưa biết như thế nào, nhưng mà giá con này lúc mình lấy ấy thì nó chỉ có hơn 30 đô một xíu thôi. Còn giá hiện tại bây giờ mình nghĩ là một là nó sẽ tăng lên, hoặc hai là nó sẽ giảm xuống. Tại vì cái con này thì mình mua cách đây khoảng tầm hơn một tháng rồi các bạn ạ. Mình bây giờ mới review các bạn xem. Đây, cũng là sử dụng động cơ nhá. Tí nữa mình sẽ bung ra các bạn chiêm ngưỡng cái động cơ này là động cơ gì. Nó sẽ có một viên pin đi kèm các bạn này. 21V, 2A. Ở cái máy này thì nó khác biệt ở cái con máy bên kia một xíu là nó có cái chỗ khóa cò để dành cho bảo vệ trẻ em ấy. Khi mà còn muốn sử dụng các bạn bật lên này và ấn là nó sẽ chạy thôi. Thì cái phụ kiện đi kèm sẽ có một đôi găng tay, một cái để các bạn dùng để mở ốc đây này, để thay thế lưới cưa này, một cái bộ sạc pin và hai cái túi bóng này, hai cái gì nhỉ, hai cái này kiểu như là bao tay nhé các bạn, để bảo vệ các bạn ấy khi mà cắt cây hoặc là cắt cái gì đó. Ở đây chính là lưới xích này, cái lưới xích này thì tí nữa mình sẽ gắn vào đây. Kèm theo thì sẽ có một cái túp vít và một cái đỡ lưới xích nhá, để đảm bảo nhất có thể khi mà quản lắp ráp những cái bộ máy cưa xích hoặc là cưa kiểu như thế này thì quản nên tháo pin ra này, lỡ may mà quản ấn cò một cái là đi cả tay luôn đấy, nên là đảm bảo các bạn cứ tháo xích ra cho tháo pin ra cho nó an toàn nhá. Tất cả những cái thiết bị nào cũng vậy, cứ nên là tháo ra cho nó an toàn đó. Tiện thể đây thì mình sẽ tháo cái này ra cho các bạn chiêm ngưỡng đi đã. Tí nữa thì mình sẽ test thử các bạn xem ở cuối video, cho các bạn chiêm ngưỡng là nó sử dụng motor gì này, pin của nó là bên trong như thế nào. Đây là nội thất ở bên trong chiếc máy này các bạn. Ở cái con này thì mình thấy cái nội thất này nó xịn sò hơn một xíu so với cái máy mà hôm trước mình đã review ấy, là nó có thêm một cái bóng đèn các bạn này. Kèm theo đây là nó có một con rơ le nhiệt để bảo vệ cái động cơ này. Ví dụ như động cơ nóng quá thì nó sẽ đóng lại và không cho điện áp chạy vào nữa. Cái này mình đi làm kẹt dây rồi các bạn ạ. Không biết có bị đứt hay không này. Con motor này là motor này hình như là motor 550 các bạn ạ. DC của nó chạy điện 21V này. Và tốc độ vòng quay của nó là 28.000 vòng trên 1 phút. Tốc độ khá là nhanh. Nó sẽ qua một cái bánh răng để giảm tốc. Ở cái bánh răng này thì nó sẽ truyền trực tiếp qua chỗ này này. Chỗ này thì sẽ có cái nhiệm vụ là kéo cái lưới xích. Chỗ này thì còn sẽ có một cái điều tốc. Cái này thì để tinh chỉnh nhanh chậm ấy. Con này thì có chỉnh nhanh chậm nhá. Đấy, có điều tốc này. Ví dụ như là muốn cắt nhanh thì còn ấn nhanh này. Muốn cắt chậm thì còn chỉ cần ấn một xíu thôi này. Cắt nhanh thì ấn sâu vào. Dưới này là jack pin. Thì đây là cái nội thất của cái máy cưa xích này. Chỗ này mình không bung ra đâu nhá. Chỗ này nó chỉ có một cái bánh răng thôi. Bánh răng từ motor truyền qua đây này. Nó truyền qua cái trục này luôn. Truyền trực tiếp. Với cái hệ số là cái motor này là bánh răng nhỏ này. Cái bánh răng này, chỗ này là bánh răng to nhất này. Thì bây giờ mình sẽ bung viên pin này các bạn chiêm ngưỡng nhá. Xem mà nội thất của viên pin này như thế nào. Ở
Ở đây sẽ có là 5 cái sâu pin. Mỗi con này là 2000 mAh. Pin màu xanh này không biết là có được 2000 hay không nhỉ. 5 cell này mắc nối tiếp với nhau này, qua một cái mạch bảo vệ chỗ này. Mạch bảo vệ này thì mình thấy có một con mót phét thôi, nên là cái dòng xả con này thì cũng không cao đâu. Những cái động cơ thế này thì nó sẽ không ăn dòng xả cao đâu con ạ. Chỉ có là những cái máy cắt sắt ấy thì nó mới ăn dòng xả cao. Đây là toàn bộ viên pin nhá. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vào và test thử quản xem. Ok, thì như vậy mình đã test thử xong rồi con ạ. Thì như video các bạn cũng có thể thấy là con này nó cắt khá là ok. Nếu như mà con sử dụng để cắt làm vườn hoặc là tỉa cây cảnh này, làm bonsai, những cái cành cây nó khoảng tầm bằng ngón chân đấy. Nhưng mà các bạn cắt những cái cành cây mà sử dụng bằng bắp chân này hoặc là bắp tay thì viên pin này nó không đáp ứng đủ con ạ. Viên pin này nếu như mà các bạn sử dụng nhiều là phải thay bằng pin Makita. Ở đây thì cái pin này là pin chạy chung Makita nhé các bạn. Ở video trước thì mình cũng đóng một cái viên pin chạy Makita rồi, nên là mình có thể sử dụng viên pin đấy để kéo dài cái thời gian cắt này hơn. Còn mà để với một viên pin như thế này thì nó chỉ phù hợp để quản làm bonsai hoặc là làm tỉa cây cảnh ở trong gia đình thôi, không thể nào làm được những cái việc như là quản đi sử dụng làm cho trang trại này, không được đâu nhá. Tại vì pin này nó không đáp ứng đủ, tại vì viên pin này thì sử dụng không được lâu quá ạ. Với lại là cắt những cái cành cây to thì nó không đáp ứng đủ. Còn về máy thì nó vẫn cắt được thoải mái nhé các bạn, những cành cây khoảng bằng bắp chân thì nó vẫn cắt thoải mái luôn. Nhưng mà mình khuyến cáo là các bạn nên sử dụng để làm việc bonsai đối với cái máy này thôi. Còn mà muốn sử dụng cắt những cái cành cây nó to hơn thì ở video trước mình cũng làm một cái máy cũng chạy với cái pin Makita, nhưng mà cái lưới này nó dài hơn các bạn này, lưới cắt này nó dài hơn để quản cắt những cái cành cây nó to hơn. Cái con màu đỏ này thì mình thấy nó hơn cái con màu đen hồi nãy đấy, mặc dù là nó chạy chung như nhau cả, motor các kiểu như nhau, nhưng mà thấy con này nó cắt mượt hơn này. Và nó có cái mạch bảo vệ khi mà quá tải motor nóng lên thì nó sẽ đảm bảo cái tuổi thọ được bền lâu hơn. Ok, thì như vậy các bạn nghĩ gì về cái máy này, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Còn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào thì các bạn cứ comment ở bên dưới video. Và đừng quên ở đăng ký kênh GVTV, cũng kênh mình chế ủng hộ mình nha. Chào các bạn. À, link mua cái này mình để trong phần mô tả nhé.